Ông Chương này, ông thích bụi này, ông thích bụi này. Ôi, này là gì? Ây da, tôi trong rồi. Tôi A few moments later. Từ từ thôi, bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh chiến thắng cho đi về. Chuẩn bị thua đi về đó. Mèo là bây giờ nó đặt hắc não lắm đó em. Tiến tới là nó đặt dưới chân đó. Còn nhớ chưa? Mèo thì thấy có các bạn ạ. Sự là cảm giác mèo nổi bình ấy. Anh Sương nãy giờ lủi cho mùi, cho tôi vui cái gì em ạ. Anh lủi cho mùi để ghép lực cho người ta em hiểu không? Tóc rồi, chạy đen thôi. Anh ơi, con...